danh sách tập trung U19 Việt Nam vắng nhiều ngôi sao. Chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh đã công bố danh sách U19 Việt Nam. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung đầu tiên trong năm 2024 vào ngày mai, ngày 17 tháng 5, chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2025. Chuẩn bị cho đợt tập trung lần này, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh đã cho gọi 29 cầu thủ có phong độ tốt nhất ở lứa tuổi này. Theo ghi nhận, trong danh sách này có khá nhiều gương mặt trẻ ở tuyển U17. Việt Nam từng dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan tháng 6 năm 2023 và giải giao hữu U18 Seoul EU Cup tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm 2023. Ngoài ra, một số cầu thủ từng tham gia đợt tập huấn tại các câu lạc bộ J-League Nhật Bản trong năm cũng được góp mặt. Vì vậy, danh sách U19 Việt Nam đợt này vẫn chưa có được đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất lứa tuổi U19, do nhiều gương mặt đang bận thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam. Ngày 2 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải bóng đá U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA tổ chức với sự góp mặt của U19 Trung Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Hàn Quốc. Đây là giải đấu mang tính thử lửa, tập dượt cho đội tuyển U19 Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại U19 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 7 và tiếp đó là vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Bóng đá Việt Nam rộng cửa dự World Cup trẻ. FIFA ra các quyết định quan trọng liên quan đến số suất dự U17 World Cup của các liên đoàn. Tại cuộc họp ở Thái Lan, FIFA đã quyết định phân bổ cho châu Á 9 suất tham dự U17 World Cup kể từ năm 2025. Điều này giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam và Đông Nam Á có thêm cơ hội dự World Cup trong những năm tới. Trước đó, FIFA cũng quyết định mở rộng số đội tham dự U17 World Cup lên thành 48 đội và tổ chức hàng năm thay vì 2 năm một lần như trước đó. Nước chủ nhà các kỳ World Cup từ 2025 đến 2029 là Qatar. Hiện tại, VFF đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Trần Minh Chiến dẫn dắt U17 Việt Nam. Tuyển U16 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 21 tháng 6 đến 4 tháng, bởi và hướng đến vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 10 tới. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến thời gian qua cũng thường xuyên tham gia ban huấn luyện các đội tuyển U17, U20 và U23 Việt Nam và từng là trợ lý đắc lực của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích đưa đội tuyển U19 Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017 và vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Với U19 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ hội quân vào ngày 16 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ tài năng được triệu tập